Tiếp là những pha thua. Úi giời ơi, tuyệt vời. Âm mặt rơi. Úi giời ơi, thế này thì kim bạc là chắc chắn rồi. Huân chương bạc của tôi. Rồi, tuyệt vời. Như rồi, xin chào các bạn. Vậy thì hôm nay nhân vật chính của chúng ta đó chính là khẩu Famat Legion. Và để làm được cái clip này thì mình đã đấu trước một hai trận đấu và có gặp cái bạn béo ở bên clan KS. Và được sau khi mình ra Facebook thì có một bạn đã gửi cho mình video clip, bạn ấy bình luận về trận đấu đó. Thì không hiểu bạn có xem được cái video này của mình không, thì mình không biết. Nhưng mà gửi lời đến bạn đó là hai trận đấu với bạn ấy là mình là lần đầu tiên cầm Famat, và cái súng cùi nhất của bạn là trên tay là khẩu Akagon, thì khẩu đấy đã là quá mạnh so với cái khẩu Famat cũng như là các cái khẩu súng ở trong hòm đồ mình rồi. Thế là hôm nay rồi ngon, có ngay hai kim. Hôm nay mình làm video clip này ngay lập tức để gửi lời đến bạn đó là mình làm video với mục đích vui chứ không phải là sâu kỹ năng. Và rất mong trong những trận đấu tiếp theo nếu gặp bạn trong chế độ đấu danh thì rất mong được giao lưu, chứ không phải là một trận đấu mà bạn sẽ quay được cái clip của mình và trong lúc mà mình đang test súng và bạn đăng lên YouTube như vậy, thật sự là không hay. Và thôi anh em chúng ta sẽ vào luôn cái clip mình bán Famat Legion đã nâng cấp lên mắt rồi đấy. Đấy thì các bạn có thể thấy là nó có một màu camo và cái cách bắn của nó là nhả 3 viên 1. Vâng, một cái cách bắn khá là tốn đạn và hao sức, mình phải nói thế. Một phát là phụt 3 phát luôn. Nào, đâu rồi, vừa thấy lớp à, đều 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 tôi đã nhìn thấy lưng của anh ấy và tôi đã tìm thấy anh ấy. Vâng, cầm cái khẩu súng gì vàng khựa này. Rồi, chắc chắn đây là khẩu MP5 Gold đúng không? Nếu mình mắt mình nó không lòa thì đây chính xác là khẩu MP5 Gold rồi. Rồi, có một pha đáp bom nhưng không thấy chữ mất máu. Chết mẹ. Đáp flash mà đòi mất máu là như nào? Rồi, ôi ôi, cầm đất vào nhà. Rồi, đã có ngay 7 kim, tuyệt vời. Ôi, thôi anh ơi, tha cho em. Ôi 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 ô
rất khó, nhưng vào tay mình nó còn bắn khó hơn. Vâng, với cái lối bắn đầy sự ảo diệu như thế này thì chỉ mong là cụ rùa sẽ hiển linh thôi. Vâng, cụ ơi hiển linh. Ô, nhảy qua nhà này. Banh xác, banh. Rồi, tạch rồi. Ý. Ui, hàng. Đồ rồi. Ui giời chạy, ui giời. Và đến mít. Vâng, như các bạn đã thấy trận đấu này có một sức áp đảo rất ghê gớm. Vâng, team bên phiến quân họ áp đảo một cách toàn diện bên team liên minh của mình. Nhưng mà họ đã phải nhận lấy sự cay đắng khi liên tiếp là những pha thua. Úi giời ơi, tuyệt vời. Ông mặt rời, úi giời ơi. Thế này thì kim bạc là chắc chắn rồi. Huân chương bạc của tôi. Rồi tuyệt vời. Như vậy là 6-0 dành cho cái trận đấu đầu tiên mình cầm pha mát này. Thì có thể thấy là cái khẩu pha mát này bắn khá khó các bạn ạ. Và chính vì 3 viên một lần ấy cho là cái lượng đạn nó. Ui 12-0. Bây giờ mới để ý rồi, được một cái huy chương bạc. Ngon lành thành đạo. Đấy thì chính vì lối bắn của nó ấy, thì nó có một sức sát thương rất là ghê. Và mình thấy nó thuộc dòng súng khá là khó dạy ấy. Nếu mà ai mà cứng tay thì bắn cái khẩu pha mát này có lẽ là sẽ thể hiện được nhiều hơn. Nhưng với mình thì bắn nó cứ ngu cái kiểu gì ấy, khó nói. Đấy thì khẩu pha mát này nhưng mà cái ngoại hình của khẩu pha mát này thì khá là đẹp. Trong nó là một khẩu súng đầy sự quyến rũ. Vâng, cái khẩu súng mà đẹp đến nỗi mà trong game gì cũng phế vật.
không được nhiều người tin dùng. Ôi, ôi. Thôi thôi, nằm ngay. First kill dành cho Tuấn HC. Rồi. Đấu đội à? Ui. Bây giờ mình biết, mình cứ tưởng là sinh tử. Cá chuẩn. Đứng đây núp móc lốp cho nó dễ. Này đây, có đạn rồi này. Ô, kỳ vậy. Một phát xuất hiện ngay trước mặt. Ô, này, không trúng luôn, không hiểu. Rồi, có một pha gọi là không thể hiểu được. Đến từ, ôi. Rồi, không làm gì cách nào có thể cứu vớt được cái tình hình ấy luôn. Thôi mình quyết định ra một góc xong rồi chờ người đến giết. Vâng, không hiểu là anh ấy bắn ra từ đâu mà anh ấy đen ngòm. Tôi không biết là anh bắn ra từ đâu luôn. Rồi, rút nhầm ra 6 lòng rồi. Cuống khóa rồi. Vâng, máy bắt đầu lag rồi. Test cái khẩu này từ chiều, từ lúc gặp cái team KS của bạn béo đấy. Đấy, thì đấy là hai trận đấu đầu tiên. Bạn ấy đã kịp thời ghi được cái clip up lên YouTube rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời mặt rồi. Rồi, chạy đi đâu? Ôi ôi. Nằm xuống. Giời ơi. Sống làm cái gì? Ai ở đây giết tôi cái để tôi đổi khẩu pha mát thần thánh. Tốt. Như vậy là mình sẽ rút được cái khẩu pha mát của mình ra. Trả lời các bạn tí, mặc dù mỗi lần trả lời tin nhắn này lắc kinh khủng luôn. Đấy, nhìn, các bạn nhìn thấy giật chưa? Ui giời, báo thù, có một mạng báo thù. Ố, vẫn kịp quăng cả bom giết được TK sấm, TK gió. Ui, nhảy cả. Ui giời ơi, ăn một phát chuẩn men vào ngực thế thì chỉ có nằm xuống thôi. Đây, úi rồi, headshot, vỡ mồm, kinh thật. Nào, anh em đang rất bàn luận rất là hăng say, và quên mất trận chiến đang rất là cam go. Nào, ố, đều rồi, ui, ổn nhiên à, úi giời ơi, mạng ngon. Nào, còn ai không? Rồi đã có hại, úi giời ơi, bị cãi á. Mạng ngon như thế mà bị cãi, tiếc thật. Nào, có một pha con bom. Rồi. Đây, mạng này rồi. Ui ôi, vẫn có 3 giây. Thôi rồi, có một pha ném bom chắc chắn luôn. Tốt nhất là mình, úi dồi ôi. Ra đây. Sao bây giờ di chuyển khó khăn thế này, trời ơi. Buồn quá. Thật sự là không hiểu luôn. Nào. Đấy, giao lưu này có thể vui vẻ không? Chơi game là để giải trí mà. Ôi, nằm rồi, nằm. À! Rồi, một loạt những pha feed mạng có chủ ý đánh cho team bên Lê Minh. Đấy, vừa nãy mình đùa giỡn tí thôi, căn bản là nát rồi. Đấy, giật này. Úi giời, nhảy. Thôi, chuẩn. Cắp đi, chạy đi anh ơi. Úi giời ơi. Chiến... À đây. Rồi, có một kim ngon lành. Nhẹ làm cái gì? Lại có biến à? Lại có biến à? Rồi. Holy shit.
chết pha kỳ vậy? Cái đậu phộng. À, anh em xuất hiện đi. Tôi cảm thấy khí thế em hừng hực. Rồi, tôi quăng bom nhưng mà không có thấy dấu hiệu mất máu. Tôi đi về đâu? Rồi, tôi đã nhìn thấy mẹo gì tay rồi. Nào, lại. Ô, trúng một phát rồi này. Nằm. Rồi, người nằm xuống không ai khác, đó chính là mình. Vâng, như các bạn thấy thì cái khẩu pha mát này tốt nhất là các bạn không nên cầm đi danh làm cái gì. Cái khẩu này bắn nó ngu người lắm. Cầm lên chỉ bị thiên hạ cười chê thôi. Khó bắn lắm. Rồi, nó cứng đơ vậy nhỉ. Nào. Holy shit. Rồi. Ui giời ơi. Nghẹt hết cả thở các bạn ạ. Vâng. Nếu các bạn thấy video clip hay, hãy đừng quên like, share, subscribe kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của Tuấn HC.